Dạ, kính thưa bà con, quý ân nhân, quý nhà hảo tâm, quý vị và các bạn. Mình đang trở lại chùa Đức Sơn, thôn Cư Chánh, phường Thủy Bằng, thành phố Huế, nơi nuôi dạy bây giờ mình được biết là còn 110 trẻ mồ côi. Nhóm Phan Giang, cũng Dương Viện Học Huế. Ồ. À dạ rồi hả? Rồi là anh là chủ luôn hả? Không, mình là tài xế. À, tài xế cho cá nhân. Đây là chắc là công ty anh hề? Không, cá nhân thôi, mấy chị em mình. À dạ rồi hả? Dạ. Các chị em hồi Phan Giang đang đi thăm các cháu trong chùa. Mình nghe các sư ở nơi nhà trẻ mồ côi, chị Bình vào đây có một tình thất, cũng là thả là rồng của chùa Đức Sơn. Bây giờ mời bà con cùng với Bình chúng ta thẳng vào để xem sao. Ồ, hồi nãy Bình quên để ý cái thiệt này là cái thiệt gì. Đây lại đổ mưa luôn rồi bà con, mưa không lớn lắm. Cảnh quan vườn tược nhà cửa của bà con, nhìn thì chúng ta biết cái mức sống của bà con như thế nào. Ở cái vùng Cư Chánh, bây giờ là phường Thủy Bằng, đi vào đây còn rất là sâu. Mình vào tới đây rồi không biết là tình thất nó nằm chỗ nào đấy. À, tình thất An Lạc. Ồ, thì ra chùa Đức Sơn còn có một tình thất nữa, rất là đẹp luôn. Một cái không gian nằm sâu bên trong cả cái đường lớn, phong cảnh rất là yên bình. Có phần bài trí theo cái kiểu dành cho tuổi trẻ, lứa tuổi thiếu nhi. Có hồ, các cái nhà nhỏ nhỏ. Cây cối, chuối lau giữa cả cây lùm cây, không có cả cây trái trài. Thì ra trong lòng thành phố Huế có nhiều cây công trình phải nói nằm ẩn sâu, mặc dù rất là rực rỡ nhưng mà được che phủ bởi cái cảnh quan cuộc sống thường ngày. Đây không phải là tình thất của chùa Đức Sơn mà tình thất An Lạc. Mình tiếp tục đi tìm tình thất chùa Đức Sơn như thế nào. Những cái lối nhỏ rất là hay. Đi qua cái cổng. Từ tình thất An Lạc có người chỉ bên đi sâu vào trong nữa mới đến tình thất của chùa Đức Sơn. Xem rồi xem sao. Đây một bức tường dường như là của một ngôi chùa nào đó. Cái cổng cũng rất là lớn. Bình vừa qua cổng đi vào bên trong. Chùa gì Bình đọc không ra tên luôn.
Bình vừa hỏi cháu ở đây thì đây là chùa Đức Sơn, nhưng mà cái chỗ này hình như là chỉnh hay chứ ha, chỗ này lớn mà. Mình đi tìm sư cô Thích Nữ Minh Tú để gửi cái phần quà yêu thương của quỹ nhà hảo tâm kết nối với Bình. Bên cơ sở 1 thì nói sư ở bên này, nhưng mà đến bên này thì bảo sư lại về rồi. Mỗi lần đến chùa Bình rất là thích. Thích cái thứ nhất là nhiều cái bóng cây xanh mát, thứ hai là tiếng chim hót ríu rít, nghe rất là nhẹ lòng. À, như vậy là qua nói chuyện với sư thì Bình được biết đây là chùa. Còn bên cái chỗ mà chúng ta hay lên thăm các em đó là cô nhi viện nhà trẻ mồ côi. Các em đang cất dọn thành quả bà con thăm. Dạ con chào sư ạ. Dạ sư khỏe luôn hả? Dạ. Con qua bên chùa không gặp sư, hôm nay về đây gặp bà. Dạ thưa sư, có cô Hà Vĩ ở Minnesota, Mỹ. Dạ phát tâm yêu thương các em. Dạ gửi giúp các em 3 triệu đồng. Dạ cảm ơn lắm. Lúc dạ này dạ sư đang gặp muôn ngàn khó khăn lắm, ồ dạ nhất là vẫn đi học hành, dạ không có kinh phí. dạ Rất cảm ơn cô dạ đi nha. dạ chào con kính gửi. dạ dạ Sư cảm ơn chú. Dạ cảm dạ ơn, chúc cô sức khỏe nha. dạ Ê, bà ơi. Hôm nay mình đến thăm chùa đại diện chị Hà Vi, cũng gặp một đoàn quý chị từ Đà Nẵng ra yêu thương các cháu. Xin giới thiệu, đoàn của chị là nhóm các chị em, gọi là đặt tên của chị là tên Phan Giang. Phan Giang rồi ở Đà Nẵng lên mình tự phát thôi đúng không? Tự nguyện, tự nguyện phát. Dạ chào Hà Vi. Tức là cả nhà hảo tâm gặp nhau. Chị là trước là sao quen. Cho em, chị hiện tại chị chúng chị là ở thành phố Đà Nẵng. Hôm nay cũng là được một sự nhân duyên lớn, mà được nhìn thấy mọi người, và được thấy Hà Vi. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong một ngày gần nhất. Dạ. Xin cảm ơn tất cả. Dạ. Hẹn một ngày gặp lại. Đó được quả đất xây tròn. Các sư đình thân thiết cầu mong đón nhận tình yêu thương các vị. Lúc này sư đình gặp Thủy không có tiền là sư đâu. Không có tiền là sư đâu. Ui, nghe câu thật chứ. Lo cho các cháu quá. Dạ. Đi về dắt dắt mấy trẻ đi. Rồi sau khi ở đây xong chị vô luôn hả? Không, chị hiện tại chị chuẩn bị con đi hai chùa nữa em. Dạ được ha. Phật học Huế. Được ha. Em cho chị đoàn đi từ từ sư. Sư không có không cả con ở dưới đây. Không quay đó, đang quay trực tiếp. Đang quay trực tiếp luôn hả? Rồi bên rất là hân hạnh được cầm máy để trực tiếp cho chị đoàn Phan Giang ở Đà Nẵng. Nhưng mà quý danh của chị cũng là Phan Giang luôn à? Trưởng đoàn. Là mình nói lấy cái tên mình là chính, còn tất cả các chị là nhiều cái tên khác nhau. Cùng nhau để làm những cái việc mà thiện nguyện. Tại rằng mình lại tên Phan Giang. Dạ không, lại tên trực đoan. Lại tên trực đoan. Mình thấy những người hảo tâm gặp nhau phải nói dường như là không có ranh giới ngăn cách, hòa hợp yêu thương cười vui rất là thoải mái, sum họp với nhau. Cho sư nói một lời nè. Mình thành Phật chắc là lâu lắm, nhưng mà mình thành tâm thương yêu chúng sanh. Chúng sanh giờ này đáng khổ, chúng ta đem cái tâm thành thật yêu thương để làm giảm bớt tốc độ khổ đau. Đa số các em ở đây tai nạn tình yêu, chối từ tất cả trong thai các em đã bị khủng bố rồi. Em làm ra sư cũng nuôi khó lắm, nuôi khó lắm, học cũng khó nữa. Anh sư tập trung cho các em mà cầu Phật mong cả cháu gặp được cái tấm lòng như hôm nay của Phan Giang và của cô Hà Vi vậy. Cảm ơn chủ nghe. Nhiều nhà hảo tâm ở đây. Cảm ơn sư rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại các bạn ngày gần tới nhất. Đoàn xe Phan Giang này bên thầy nhiều chị rất là vui, nhiệt tình yêu thương, trái tim rất là ấm áp. Sư tặng quà. Thôi lấy cả mất lòng sư, biết là các em thiếu thốn.